Trích xuất camera ở cửa sông Thu Bồn làm rõ vụ cháy nhiều cano, tàu gỗ du lịch. Vụ cháy loạt cano du lịch và tàu gỗ khi đang neo đậu lúc 3 giờ sáng nay ngày 10 tháng 10 trước cửa sông Thu Bồn, thành phố Hội An, Quảng Nam đang đặt ra nhiều câu hỏi. Lực lượng chức năng đang trục vớt tàu hư hại, tiến hành điều tra vụ việc. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng nay ngày 10 tháng 10, một chỉ huy lực lượng cho biết đang huy động người và phương tiện cho trục vớt các tàu cano bị cháy để tập kết vào bờ phục vụ công tác điều tra. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định đám cháy bắt đầu từ một tàu gỗ rồi cháy lan qua các tàu cano đang neo đậu kế bên. Tuy nhiên, để biết chính xác vị trí bắt lửa, cơ quan chức năng đang cho trích xuất camera an ninh tại khu vực cửa sông phục vụ điều tra sự việc. Thời điểm cháy thì các tàu gỗ và cano neo đậu khá gần nhau, lửa bắt lên rồi có thể đã lan ra đẩy các tàu bị cháy tách rời ra các vị trí xa hơn. Chúng tôi đang tích cực xác định vị trí lửa bắt lên đầu tiên để xác minh các thông tin, chỉ huy lực lượng cứu hộ nói. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bước đầu đã xác định được có 2 tàu gỗ và 1 cano trong số 8 phương tiện bị cháy có mua bảo hiểm tại công ty Bảo Việt Quảng Nam với tổng trị giá là 1,9 tỷ đồng. Ông LG, chủ một số phương tiện bị cháy trong vụ việc, nói rằng ông vẫn chưa biết tài sản của mình cháy vì lý do gì. Trong khi đó, một số người dân sống quanh cửa sông Thu Bồn nơi gần đám cháy cho biết trong số tàu, cano bị cháy thì có vài chiếc đã trong tình trạng rất cũ. Tình hình khó khăn vì dịch COVID-19 suốt 2 năm qua làm cho việc tu sửa thêm khó khăn. Các doanh nghiệp kinh doanh bằng tour ra đảo Cù Lao Chàm vốn đã chật vật để xoay sở. Nay lại thêm vụ cháy này khiến tình hình càng u ám hơn. Lúc 3 giờ sáng tôi đang ngủ thì nghe bà con la hét, đập cửa ầm ầm để gọi đi cứu tàu. Khi chạy ra thì thấy lửa bốc lên ngùn ngụt. Cũng may là lúc đó gió đang thổi qua hướng bờ nam sông Thu Bồn, nếu hướng ngược lại thì sẽ có nhiều tàu đậu gần đó cháy nữa, một người dân chứng kiến vụ việc cho biết.